Xin chào tất cả các bạn thân mến nha. Hôm nay chúng ta sẽ vẽ một bức tranh phong cảnh trong khu vườn nhà em. Bức tranh này mình sẽ vẽ một cái cây trước các bạn. Cây trước này nó đẹp nhất trong khu vườn của mình đây. Mình sẽ vẽ cái cây lên đây. Các bạn có thể là phác nét bút chì trước nhá. Mình thì bây giờ quen cái cây này quá rồi. Mình sẽ vẽ lên như này các bạn. Các nhánh của nó, nhánh càng lên cao thì nó sẽ nhỏ hơn nhá. Nhánh phía dưới thì nó sẽ to hơn các bạn. Đó. Sẽ là cái gốc. Gốc thì xuống dưới này nó sẽ to hơn nhá các bạn. To hơn một chút. Rồi. Đó. Rồi bên trên này mình sẽ vẽ lá. Lá giống như hôm trước. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ vẽ cầu kỳ hơn chút xíu ấy. Ở đây. Cũng được. Như vậy cũng được các bạn ạ. Đây. Ra đây luôn. Đó. Có những cái chùm lá nó to, có những chùm lá nó nhỏ. Thôi vẽ bên này trước đi. Đó. Rồi trên này nữa. Ôi, cái này có vẻ là nó không được xinh xẻo cho lắm các bạn ạ. À đây đây, sao bị vẻ đó chưa xinh chứ. Hơi đều. À, trên này nữa, mình thêm một chút nữa đây. Thêm một tầng lá nữa các bạn. Đó các bạn vẽ như vậy là ra thôi các bạn. Ở à, đây là hơi chưa cân. Mình sẽ thêm một chút đây đi. Đó các bạn. Như vậy nhé các bạn. Rồi bây giờ mình thêm một chút nữa cho nó cảm giác đó cân đối hơn. Rồi. Như vậy là mình đã vẽ được cái cây rồi. Trên cái cây thì mình có thể là thêm một số cái nhát vằn như ở đây để tạo cái độ xù xì cho cây. Trên cây thì mình sẽ vẽ quả các bạn. Quả táo đấy các bạn. Rồi dấu quả táo đó. Và quả. Trời mình không biết vẽ quả gì đây nữa các bạn ạ. Quả táo hay quả. Đúng rồi, sẽ quả táo ấy. Rồi trên lọp xuống một chút. Đó. Vậy giống quả táo đấy. Một số cái lá nhỏ nhỏ nhá. Có thể là vẽ một số lá nhỏ như này cũng được các bạn ạ. Tùy không vẽ cũng được, không vẽ cũng được. Lát đấy bị che tô bào à. Rồi như vậy là xong cái cây nhá các bạn. Rồi bên đây. Bên đây mình sẽ vẽ một con bèo các bạn ạ. Cái bèo rất đơn giản các bạn, chỉ cần vẽ là cái mặt nó tròn thôi. Đó. Rồi cái tai của nó đây. Ôi chết rồi. Chưa giống lắm các bạn ạ, thôi kể nó đi. Đây cái bụi của nó đây. Đó là bụi tam giác à. Đó con bèo hôm trước mình vẽ các bạn ạ. Đó hơi lệch cái chút nhá. Đó. Con bèo. Con bèo xấu xí. Bắt xấu xí. Tại sao lại vẽ con bèo xấu xí của tôi? Xấu nhỉ? Nó được đẹp cho lắm. Đó. Cái chân các bạn ạ. Chân con bèo. À, nó vào đây đây. Đó, con mèo đang ngồi ấy. Cái đuôi của nó. Ôi giời. Chỗ mỏng chỗ dày đây. À, con đuôi có vằn các bạn. Lưng có vằn luôn. Mình không biết nữa con này có phải con mèo không. Nhưng mà chắc là nó không phải là con hổ rồi. Đây đâu. Ở đây các bạn ạ. Mình sẽ về cái bụi cây sau đây nhá. Đó các bạn né ra như vậy. Rồi. Đó. Bụi cây này sẽ mình sẽ vẽ con thỏ nắp sau bụi cây. Cây thì lá nó giống như là lá bên trên thôi. Đó. Nhưng mà nó thấp nha. Nó thấp như vậy các bạn.
đã lên xuống và có những cái bụi cao bụi thấp. Rồi ôi ơi, qua đầu con mèo luôn hả? Chết rồi, qua đầu con mèo luôn, nó xấu rồi, thôi kệ. Đây nữa các bạn, hay một lớp phía trước, lớp này là nhỏ hơn. Rồi như vậy đã xong các bạn nhá. Ở trước bụi cây đây có một ít cỏ, đấy, rất tự nhiên. Trên này có ít cỏ nữa. Đó, đấy, cỏ cỏ mọc khắp nơi các bạn, trong khu vườn vì có rất là nhiều cỏ. Nếu hôm trước mình vẽ như thế này thì mình được giải rồi các bạn ơi, được giải nhất rồi, đúng không? Ở con thỏ này này, đó, con thỏ thì nó khác con mèo chút thôi, cái tai con thỏ to hơn. Đó, con thỏ đang nhìn con mèo á. Hello, xin chào chú mèo xấu xí như quỷ ấy, mèo gì mà xấu như quỷ ấy, do mình hết mà. Rồi, phía sau này là ngôi nhà các bạn nhá, nhà mình sẽ đặt ở phía sau đây. À, đây là có cây nhỏ nhỏ phía sau các bạn ạ. Hai cây nhỏ nhỏ phía sau. Cây này dạng thông các bạn ạ. Đó. Đó. Rồi, cây này nữa. Cây này thì sẽ to hơn chút đi. Đó. Rồi, bụi cỏ. Bụi cỏ các bạn về như mình nhá. Ở lùm cây, ôi chết, nó lên cái cây kia rồi. Mình định vẽ phía sau và nó lại dính lên phía trước rồi. Rồi, đây là cái nhà này. Đó, cái nhà mình nhá. À, cái mái nhà nhá. Ờ, mái nhà đấy. Rồi, xong đây là cửa. Nhà thì phải có cửa đúng không các bạn? Rồi, đây là cửa sổ đây. Đó. Ở đây là một cái bụi cây trước nhà này. Bụi hoa các bạn. Không biết là hoa gì cho mà có bụi hoa đó. À, trên đây phải có ống khói các bạn ạ. Nhà phải có ống khói chứ. Đây, ống khói đấy. Bụi cái cây sau nhà. Đó, như vậy cũng khá là sinh động. Một bụi cây bên góc nhà. Đó. À, bức tranh đơn giản đúng không các bạn? Cái này là mình đã hoàn thành bức tranh của mình rồi. À, bây giờ mình sẽ tô màu nhé các bạn. Tô màu thì nó hơi lâu hơn. À, mình sẽ tô màu gì đây? Nói chung thì cũng như lần trước thôi các bạn, mình sẽ tô màu bằng màu sáp nhá. Màu sáp thì mình sẽ tô nền trời trước đi. Bầu trời này nhiều lắm, mình sẽ tô trước bầu trời nhá. Đó. Hình như hôm nay trời mưa các bạn ạ, nó ẩm nên là nó mềm hơn, sáp nó mềm hơn đó. Màu sáp. Và như vậy là mình đã vẽ xong bức tranh này rồi các bạn. Mình cũng đã tô đều màu hết rồi. Các bạn hãy cho mình xin một like nhé các bạn. Và nhớ bấm nút đăng ký để ủng hộ cho mình ra những video tiếp theo nhé. Các bạn nào mà thấy nó chưa ưng ý thì các bạn cũng đừng bấm dislike tội nghiệp mình nhé. Mình đã cố gắng rất là nhiều rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một năm mới nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.